Anh vừa nói gì anh nói lại em nghe rồi nào. Anh nói thật nhá, anh không thích kiểu trang điểm ngày hôm nay. Chỉ vì anh không thích kiểu trang điểm này mà anh không ra ngoài với em luôn à? Trang điểm kiểu này trông rất là ngớ đấy. Em không thấy thế à? Hồi mới yêu anh bảo anh thích kiểu trang điểm này. Tẩy trang đi. Anh quá đáng lắm luôn đấy. Đến mức khó chấp nhận như anh nói lại. Còn cái bộ trắng này nữa thầy. Ngày xưa anh bảo anh thích váy trắng, em mới lựa cái bộ này. Tại sao anh không thích nữa, em hiểu vấn đề chưa? Em đừng ngang với bướng á. Em biết là từ ngày xưa anh đã không thích rồi thì em đã không yêu anh. Em bình tĩnh lại đi, đúng không? Em không bình tĩnh nổi nữa. Em không đi nữa, anh thích đi đâu đi. Ê, ít nhất không phải để anh cởi cái áo lông này ra chứ, trời nóng lắm ấy. Có những thứ mà nếu được quay lại thì có lẽ là bạn sẽ làm khác đi. Thế nhưng ở đời cái gì đã qua khó lấy lại. Xong chưa? Bạn đợi anh thêm một tí nữa thôi, gần xong rồi. Nãy giờ một tiếng ấy. Anh chuẩn bị lâu thì để em không mất mặt với bạn bèo gì nữa. Thế này chưa đủ mất mặt à? Sao em ra trưởng đấy? Dễ thương như thế này. Đánh em tí khối thì mất mấy phút. Bây giờ còn thiếu cái gì nữa? Đây. Ê, ăn đuối rồi đấy. Thỏ săn bóng ở đâu ấy nhở? Anh tìm cả ngày không thấy. Thế về đây để làm chị em tao đấy à? Kinh quá rồi. Sang đây. Nha. Bạn thân vừa đến, bạn gái liền phớt lờ tôi. Đã không thể chia rẽ, tao sẽ biến thù thành bạn. Anh làm gì đấy? Quay tay. Chị em mình xuống xíu lên đồ đi mua sắm nhá. Get go. Chân tay đâu nhở? I'm coming. Đủ sánh vai với chị em chưa? Điện thoại của anh đúng không? Em đang xem anh đứng trên bật tắt đèn. Nice. Anh xin lại điện thoại nhá, anh có việc. Từ từ xem nào. Lâu lắm rồi em được ngắm người yêu em để đẹp đến mượt như thế này. Em ngắm người em tí không được ạ? Thì đấy anh đợi. Em thích ngắm thì em ngắm đi. Mà em bảo này, anh nhảy dẻo được như thế này chắc anh phải nghiên cứu kỹ lắm nhỉ. Thì ngày nào. À, trong em có một tí thiên phú đấy. Một chút chút. Mà cái mục yêu thích của anh nó lại không nói thế đâu. Cái gì yêu mục thích hả? Em nhìn mà em tưởng người yêu em phải ham học hỏi lắm cơ. Này em lướt 3 trang vẫn không hết các em xinh tươi ngon mướt mởn như này. Mà vợ mình thì không thấy đâu. Lạ ha. Ngày nào, lúc nào, giờ nào em cũng ở bên cạnh anh. Mà anh học hỏi lúc nào em không biết nhở. Anh thề là anh xem anh chỉ có học thôi chứ anh không ngắm. Có ngắm cái. Ủa em lấy đâu ra cái chảo ấy hả? Cố ý đổi quần áo của bạn trai thành váy của mình nhân lúc anh ấy đang tắm. Phát hiện ra rồi. Ta! Quần áo anh đâu? Quần áo anh đấy gì? Đây váy của em mà. Nhưng mà em thấy nó cũng hôi hôi thế nào, em mang đi giặt rồi. Mày lại quay gì đấy? Quay gì đâu. Mày còn lương tâm không à? Mặc váy đi, không thích mặc váy thì cứ thế mà ra. Mày! Mày nợ tao mặc cái này ra, tao xử mày! Liệu luôn! Nhân tiện phải gọi cho mẫu hậu. Kỳ này con dần sáng. Alo mẹ à. Ừ mẹ đây. Mẹ đợi con tí con cho mẹ xem này hay lắm. Ừ. Em đang gọi cho mẹ này. Mẹ cái gì em nghe em lừa cảnh. Mẹ giờ này đang ăn cơm rồi. Em là chơi mặt máy à. Anna thì phải gọi Anna. Cục cưng. Cục cưng à. Cục cưng của mẹ ơi. Con mặc váy xinh quá. Con mặc cục cưng này với mẹ nào. Mà